Chào mừng các em học sinh đến với môn hoạt động trải nghiệm khối lớp 2. Bài giảng ngày hôm nay được thực hiện bởi các giáo viên khối 2 của trường Tiểu học Lương Định của. Chúng ta cùng bắt đầu môn học với chủ đề Truyền thống quê em tuần 14. Cô hy vọng rằng sau bài học này, các em sẽ đạt được hai mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu dân tộc. Mục tiêu thứ hai, chia sẻ điều em biết về các hoạt động của cộng đồng nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nào, chúng ta hãy bước vào hoạt động khởi động nhé. Hãy cùng cô lắng nghe một bài hát thật là vui nhộn nha. để thể hiện sự đồng cảm thông qua việc hợp tác với bạn bè xây dựng kế hoạch giúp đỡ người khó khăn và những hoạt động hướng đến cộng đồng. Chúng ta cùng nhau bước vào hoạt động 1 với trò chơi kéo đá, xây cầu, trải đường các em nhé. Bây giờ cô sẽ phổ biến luật chơi nhé. Chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi làm như tôi nói không làm như tôi làm. các em hãy quan sát hình vẽ và các động tác như sau: động tác kéo đá đưa tay từ sâu ra trước như đang kéo đá, động tác trải đường nghĩa là ấn hai tay từ trên cao xuống, động tác xây cầu nghĩa là mở rộng hai tay từ trong ra ngoài mời các em tham gia chơi cho đúng luật nhé các em chú ý chỉ làm theo lời cô nói chứ không làm theo động tác của cô tổ chức trò chơi nhé bạn nào làm sai động tác thì không được khen ngợi đâu nào trò chơi bắt đầu kéo đá trải đường xây cầu à cô cảm ơn các em đã tham gia trò chơi rất là vui qua trò chơi trên chúng ta đã hiểu thêm về những hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng vậy theo em bắt cầu và làm đường mang lại lợi ích gì cho người dân và các bạn học sinh vùng khó khăn? À, có nhiều em nêu ý kiến rất hay. Việc trải nhựa làm đường để các bạn học sinh có con đường tốt, đi học dễ dàng hơn. Việc bắt cầu qua sông, qua suối để các bạn đi lại bớt nguy hiểm, Ránh được nước lũ hay nước sông dâng cao, để xe cộ đi lại thuận tiện, có cầu để chúng ta có thể gửi sách cho các bạn kịp đến trường, vậy việc xây cầu làm đường sẽ giúp cho những người dân khó khăn có cuộc sống tốt hơn đó các em. chúng ta bước vào hoạt động 2 nhé các em mục tiêu của hoạt động này là chia sẻ đều em biết về các hoạt động của cộng đồng nhằm giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Các em biết không, không chỉ xây cầu và làm đường mới giúp chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta có thể làm những việc khác vừa sức để giúp đỡ những người xung quanh mình đó các em. Hãy nhìn vào các bức tranh sau và cùng thảo luận cho cô biết đó là những việc gì? Em hãy nêu việc mà cộng đồng làm trong các tranh sau để giúp đỡ người gặp khó khăn nào? Chúng ta bước vào hoạt động thảo luận các bức tranh thông qua trò chơi chú ông chăm chỉ. Nào, chúng ta đến với bức tranh thứ nhất. Bức tranh thứ nhất mô tả hình ảnh cả bản làng, người dân và trẻ em vui mừng, hoan hô vì bản làng có cây cầu mới. Từ nay, việc đi lại của người dân sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn khi đi qua sông, qua suối, phải không các em? Việc xây cầu thật là hữu ích. Bức tranh thứ hai Mô tả hình ảnh một gia đình nghèo tỏ vẻ vui mừng vì được nhà nước hay các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây một căn nhà tình nghĩa, có một ngôi nhà được xây bằng nghĩa tình của những người có tấm lòng tốt biết chia sẻ thì thật là vui và hạnh phúc phải không các em. Đến với bức tranh thứ ba thể hiện một lớp học thật là ấm áp và vui vẻ. Một cô giáo đang say sưa giảng bài cho trẻ em không có điều kiện đến trường. Việc mở lớp học tình thương, chứng tỏ xã hội, nhà nước và cộng đồng luôn quan tâm đến bồi dưỡng giáo dục cho mọi học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bức tranh thứ tư mô tả quan cảnh một điểm phát cháo từ thiện. Những cụ già neo đơn, những đứa bé mồ côi không nơi nương tựa, hẳn sẽ rất vui khi đón nhận những bát cháo nghĩa tình này từ cộng đồng hay những cá nhân làm việc thiện nguyện. Trò chơi những chú ông chăm chỉ đến đây là kết thúc ơn các bạn đã giúp những chú ông đem về những mật ngọt là những hành động thiết thực hướng đến cộng đồng mật đã đủ cho ngày hôm nay rồi này cô và những chú ông cảm ơn các em nhé các em ơi các em đã từng tham gia hay chứng kiến những việc làm tốt như trên chưa nếu em đã từng tham gia hoặc chứng kiến thì hãy kể lại những việc đó qua những hoạt động ở lớp nè những hoạt động ở trường nè những hoạt động ở nơi mình sống nè những hoạt động em biết trên báo đài hãy cùng nhau thảo luận và chia sẻ về những hoạt động khác mà em biết nhé à cô cảm ơn về những chia sẻ rất hay của các em có em nói em hay quyên góp tặng áo ấm tập vở cho trẻ em vùng xa. Có em nói mình thường xuyên tham gia phong trào kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất và nụ cười hồng để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô cảm ơn về những chia sẻ rất hữu ích của các em. Nào, để hiểu rõ hơn về các hoạt động thiện nguyện, những hoạt động hướng đến cộng đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Chúng ta hãy cùng nhau xem video clip sau nhé. Đoạn phim trên thật là hay phải không các em? Trong cuộc sống luôn có nhiều hoạt động để giúp các hoàn cảnh gặp khó khăn. Đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam chúng ta. Các em tuổi còn nhỏ hãy thể hiện điều đó qua những hành động nhỏ việc làm nhỏ. Chúng ta có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như trao quà tình nguyện, quyên góp cho đồng bào bị lũ lụt, góp quần áo cũ còn mặc được, góp sách vở cũ, quyên góp thực phẩm cho những trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa hay những người ở vùng cách ly. Các em nhé! Bài học trên đã đem lại những đề bổ ích cho cuộc sống, phải không các em? em hãy tự đánh giá đều em học và làm được với ba mức độ tốt, đạt và cần cố gắng cùng với hai nội dung sau. Biết thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với người gặp hoàn cảnh khó khăn. Tham gia vào một số hoạt động hướng đến cộng đồng để thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Cũng như những môn học khác, các em hãy chọn và tích vào mức độ mình đạt được nhé. Dù em đánh giá mình ở mức độ nào, cô cũng ghi nhận sự cố gắng trong học tập của các em. Ta đã hoàn thành bài học ngày hôm nay. Cô chúc các em luôn hoạt động hăng say, giao tiếp tốt và có tinh thần tương thân tương ái. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.